Hello, chào bác. Vâng, thì thời gian gần đây phải nói thật là rất là khó khăn trong cái vấn đề là dịch bệnh đang diễn ra rất là căng thẳng. Công việc thì hiện tại em chỉ ở nhà thôi, bởi vì là dịch bệnh mà vận chuyển hàng hóa rất là khó khăn. Em thì là kinh doanh hàng, em nói thật với các bạn, em kinh doanh hàng online đó, không chuyên về thiết bị mà như em mua ở trên Shopee đâu, không chuyên về thiết bị công nghệ như này đâu, mà một số thiết bị khác. Nhưng mà đang khó khăn thì là cũng không nhiều thời gian để mà mua hàng và không có nhiều kinh phí để mua hàng review cho các bác được. Nhưng mà thì thời gian ở đây em cũng hay làm về máy chơi game ấy, thì có một bác bình luận vào và yêu cầu là em thử mua chiếc máy này xem thế nào, đó là chiếc máy M3S đó. Thì em xem thấy bác yêu cầu, và tất nhiên là các bác đã yêu cầu thì em phải cố gắng em mua bằng được. Thì khi mà em thấy bác yêu cầu và em lên Shopee em tìm, em thấy rất là bất ngờ về chiếc máy này, khá đẹp mà lại rẻ nữa đó. Đây em mua thành tiền có hơn 300 thôi, có hơn 300 nghìn thôi đó, mà lại chơi được rất là nhiều game. Thì ở đây nó ghi là game 16 bit này, có nghĩa là có thể chơi được GBA, GB hay là GB Color, có nghĩa là Game Boy ấy, Game Boy này, Game Boy Color này và Game Boy Advance, có nghĩa là chơi được rất là nhiều game cầm tay thú vị đó. Tất nhiên là những cái game như game NES hay game SNES là vẫn có thể chơi được, hay game cầm tay khác là có thể chơi được. Cái máy này thì em thấy cái thông số nó khá là tương đồng với chiếc máy Q8 mà em đã từng mua ấy đó, thế nên là em đã quyết tâm là mua luôn. Bởi vì thứ nhất là thấy nó rất là rẻ, thứ hai là không phải bác yêu cầu, và thứ ba nữa là chơi được nhiều game hay và hình thức nó lại đẹp nữa, đẹp hơn chiếc Q8 đó. Thì ngày hôm nay em đặt hàng và rất là bất ngờ em nhận được hàng rất là sớm. Em đặt em thấy là gần như là chưa đến một tuần đâu, có nghĩa là em đặt từ ngày 31 tháng 7 thế này, 31 tháng 7, mà ngày hôm nay là ngày tầm một tuần nhỉ, tầm một tuần đúng không, ngày hôm nay đó là ngày mùng 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 sáu rồi, mùng sáu em nhận được đấy, tầm khoảng một tuần đó là em nhận được gói hàng này. Đó, thì bây giờ em sẽ mở hộp đó, các bác có thể nhìn thấy cái gói hàng quen thuộc không? Đây là ship từ Trung Quốc, ship từ Trung Quốc về mà đã trong một tuần em đã nhận được hàng rồi, rất là bất ngờ đúng không? Đó, thì em bây giờ em sẽ mở hộp nha. Đó, cái gói Trung Quốc thì nó cơ bản như gói khác thôi. Đó là nó có cái gói màu xám nữa này, cái gói này thì không phải gói bọt bởi vì đây là hàng full box. Đó, thì bây giờ em sẽ xé ra nha. Này, các bác có thể nhìn những viên nha. Đó, chiếc này là máy chơi game M3S, giá hơn 300 rồi. Đó, cả tất cả là 368.000. Đấy. Đấy nha. Ok, nguyên hộp đó, được dán băng dính này, bảo vệ rất là đầy đủ. Đây thì em mua cái sản phẩm này là màu trắng nha, đó các thông số cơ bản thì ở trên này đó, các bạn này nhìn thấy nhé, ở trên này nó có một cái logo máy chơi game mà giống giống cái máy gì nhỉ, hình như là giống một cái máy gì đó em từng mua, em không không nhớ lắm máy gì đó. Đấy, các thông số mà nổi bật thì cái này có hỗ trợ thẻ nhớ. Tất nhiên là chơi những game 16 bit thì hỗ trợ nhớ là chúng ta có thể copy game, copy ra, copy vào thoải mái. Không như một số máy chơi game rẻ tiền khác là chúng ta có thể chơi cố định game ở trên đấy mà chỉ chơi được game S thôi. Chứ mà đã chơi game 16 bit như GBA, Game Boy các thứ ấy, là chúng ta có thể là dùng được thẻ nhớ này. Cái nổi bật thứ hai là xuất ra TV. Nó xuất ra TV dạng AV, analog. Thì là những thiết bị máy chơi game của Trung Quốc thì đa phần là hỗ trợ được cái này hết. Trừ cái sản phẩm cao cấp của Baokdi thì gần như là không có hỗ trợ xuất ra tivi, nhưng mà đây là sản phẩm này có hỗ trợ xuất ra tivi nha. Đó, cái này thì là cái rất là dễ dàng, hình như là cái này sản xuất chắc dễ lắm nên Trung Quốc người ta hay làm. Đó, trên hộp thì cơ bản là hình thức máy của nó thì đa phần là như là trông rất là giống cái hộp của một chiếc máy retro, thương một thương hiệu khá là nổi tiếng đó, là in hình cái máy dạng ảnh ở đây. Đó, các bạn nhìn nha, thì nó có các phím nút như này này. Đó, ở trên này thì có D-pad này, select, star, home và phím analog, và trên này thì có 6 phím chức năng X, I, A, B, C, D. Đó, rất giống với cái máy Q8 luôn. Oh, là có gồm 6 phím chức năng ở đây. Đó, thì ở trên này nó có hỗ trợ là trên máy có sẵn là 1.000 game. Đó, và có thể có thêm được, thì trong đó là các game có thể chơi được nhé. Ví dụ như là Mame này, FC cũng nghĩa là Family Computer Game Net ấy. Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, MD, Super NES, đó, CPS1, CPS2, cái này em không rõ là game gì và game neo neo. Hỗ trợ tương 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 đối là nhiều. Hộp in rất là đầy đủ luôn, ở trên này thì có màu em mua màu trắng không thể đánh dấu ở đây. Trên này thì cũng có những thông tin nổi bật của chiếc máy này như thẻ nhớ, kết nối tivi thôi. Thì đây một số cảnh báo sử dụng là sử dụng nguồn điện là 5V và pin của nó là 1.000 đến 2.000 mAh. Đó. Cái này hình như là chỉ dành cho trẻ con trên 3 tuổi này. Chỉ dành cho trẻ con trên 3 tuổi thôi. Hộp thì đơn giản như vậy thôi nhá. Nó không ghi sản xuất tại Trung Quốc rồi, nó không có công ty nào cụ thể cả, bởi vì đây là những cái sản phẩm sản xuất tại xưởng, những cái xưởng sản xuất nhỏ ở bên Trung Quốc ấy, Trung Quốc rất là nhiều xưởng như thế, và nó không ghi tên công ty ở đây. Thì bây giờ em sẽ mở hộp ra xem bên trong nha.
chiếc máy rẻ thì mình chẳng cần đòi hỏi nhiều đúng không, cứ chơi được game mà được đó, cứ chơi được game mà được, cứ chẳng cần đòi hỏi nhiều đó. Đó, màu trắng nha, rất là giống với chiếc máy nha. Sấp mà lại có tay cầm em mua kèm ấy, nó rất giống luôn đó, mà nhìn nó rất là đẹp này. Ok, thì theo nó có một thêm một cái dây sạc micro USB, một cái dây AV dạng 2.5. Đa phần là hiện tại những cái dây AV của những chiếc máy chơi game là đa phần là 2.5, chỉ xuất ra một hình ảnh và một đường âm thanh thôi, cắm vào TV để chơi đó. Và một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Trung ở đây, đó là chỉ cơ bản là tiếng Anh và tiếng Trung thôi đó. Thì trên này đang ghi thông tin nổi bật là hỗ trợ được những game như thế này. Ở trên này thì có những cái vị trí đặt kết nối cũng như là các nút, nó sẽ hướng dẫn ở đây đó. Cơ bản là như vậy thôi, cái này thì rất là dễ sử dụng rồi đấy nha. Còn đây là chiếc máy này đó, nó khá là giống với chiếc máy sấp rẻ tiền này đó, nhưng có hơn một cái là analog này, những phím này thôi. Em rất thích màu trắng nên toàn đặt màu trắng thôi. Đó, màn hình thì to hơn một chút, màn hình này là to hơn một chút so với màn hình của chiếc máy sắt này nhá. Màn hình có vẻ đẹp hơn vì tấm nền của nó có vẻ đen hơn. Đó, về thiết kế đằng sau thì nó không tháo rời được pin, mà pin nằm ở bên trong, không như chiếc máy này là pin 5C cơ bản. Đó, và có một cái logo này, cái này quen lắm mà thực sự em không nhớ nó nằm ở đâu nhỉ. Đó, là một cái nhựa dương, không biết có sáng là không, chắc là không sáng được. Đó, ở trên này thì có in tên game này, Super Arcade, máy chơi chung là máy chơi game, hỗ trợ được những cái máy thiết bị ở đây, nó in đầy đủ để hỗ trợ được thẻ nhớ. Đó, và download được thêm game vào. Trên này ghi rõ này, nguồn sạc là 5V 1A. Chúng ta hiện tại bây giờ 2A nhiều, cắm 2A các thứ được. Đây là một số tiêu chuẩn để bảo vệ môi trường này. Đó, design by ba thờ gọi là bài thứ, nói chung là các thương hiệu nào đó, sản xuất tại Trung Quốc. Đó, em phải không giỏi tiếng Anh lắm. Đó, các bác nào giỏi tiếng Anh thì có thể là comment bên dưới cho mọi người biết nha. Đó, cơ bản là sáu, có 6 cái vít ở đây thì mở bên trong là sẽ là thay pin các thứ được. À đây, nó tặng thêm một cái thẻ nhớ ở trên này nhé. Nếu mà như cái máy Q8 thì thẻ nhớ 8GB thôi, mà không biết chiếc máy này là thẻ nhớ bao nhiêu GB. Ok, có 4GB thôi. À, có 4GB thôi. Thì chúng ta có thể lắp được thẻ nhớ cao hơn vào đây được. Đó, để copy thêm game. Ở trên này thì có cổng micro USB này, không biết cắm vào tay cầm này không nhỉ. Tí để cắm tay cầm rồi sang chơi được không? Tay cầm này là của cái máy sắt đấy nhá. Đó, một cổng AV 2.0 à 2.5. Đó, bên này là chắc là nút nguồn ở đây. Đúng rồi, nút nguồn này. Đó, là phải nhớ là đây là volume nhá. Đây là nút volume này. Đó, đây là cần analog này. Đó, bây giờ em sẽ mở này là để nhìn nó dễ này. Đó, có một tấm dán màn hình luôn. Phím chức năng này. Ở trên ảnh thì là trên ảnh thì ghi là X, Y, A, B, C, D, nhưng mà trên máy thì ghi là A, B, C, D, X, Y, Z. Đó, cơ bản là như vậy. Thực ra là A, B, C, D, X, Y, Z mới là chuẩn đấy. Đó, analog ở đây, analog thì cũng khá là mềm nhé, không bị cứng, không bị cứng như chiếc máy Bakery G6 hôm trước em mua đâu. Khá là mềm này. Đó, các nút bấm thì hơi cứng hơn một chút. Nút bấm này là nút bấm dạng cao su, hơi cứng nhé. Đó, cao su thì ấn rất là êm, đúng không? Đó, đang lắp game này, em vào lại giao diện menu chính nhé. Vào lại giao diện menu chính cho mọi người xem đã. Vào nhanh quá. Đó, bật lên thì super. Đó, hiện tên máy này thì hiện tại là tiếng Trung. Đó, chơi rất là nhiều thể loại game, hiển thị rất là đẹp nhé. Hiển thị khá là thông minh. Bây giờ em sẽ chọn là tiếng Anh để xem nào. Xem có tiếng Anh hay tiếng Việt đâu. À, là chọn. À, chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Đó. Đó, à đây nó có dạng out hình ảnh là LCD này, có thể xuất màn hình LCD được, NTSC xuất sang dạng 4.3 được, hay là PAN được này. Đó, mà đây là analog thì LCD chắc là xuất là nó sẽ đủ 16:9. Này là cái gì? Bộ ở trong là 4GB. Đây là ở trên thẻ nhớ rồi, cái này sẽ rút thẻ nhớ chắc không chạy được. Đó, là phải giữ cái ROM trên thẻ nhớ. Lúc nào thoát ra nhỉ? À, chọn rồi. Cái lúc nào thoát ra? À, đây nút home thì thoát ra. Đây thì có tắt màn hình thôi. Ok, dọn tiếng Anh là dễ rồi, không tiếng Việt được không sao. Đó, thì ở trên này nhá, nó sẽ có những game ở trên này để chúng ta chọn để chơi luôn, chơi nhanh. Còn ngoài ra thì ở dưới này nó sẽ là các thể loại game để chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta chơi ở trên này, OGBA này. Đó, và trong này sẽ có tên game rất là nhiều ở đây. Đó, chắc là một số game cũng khá là nổi tiếng, còn nếu không thì chúng ta có thể ra ngoài chúng ta copy vào. Đây có Tam Quốc này.
Nó sẽ có Mario gì không? Đó, đây là game của dạng 3 file game và GBA này chúng ta phải chơi được nhá. Đây em rất thích chơi game này, có sẵn luôn. Đó. Nó khá nhanh nhá. Nó rất nhanh mà cầm khá thích tay ấy. Đây hơn hẳn những máy chơi game Game Boy Xịn luôn. Này cứ đẹp mà. Đây là những file game của Trung Quốc. Nên là nó sẽ có sắc là tiếng Trung. Thì chúng ta có thể thay game bằng dạng file game quốc tế vào được để đỡ rất nhiều tiếng Trung. Đây, dùng góc là bản Nhật nhưng có phụ đề tiếng Trung này. Đó, toàn tiếng Trung thôi. Này thì nếu mà các bác mua về thì em sẽ phải thay đổi bằng file game tiếng Anh vào. Chứ chơi bản quốc tế thì không chơi tiếng Trung được. Khá là bẩn nhá. Game Boy là chỉ có A và B thôi, còn những cái này không cần thiết đến. Nói vậy thôi chứ không mượt mà cho lắm. Hơi chậm chậm. Âm thanh thì khá là hay, âm thanh thì khá là to nhé. Đây cái loa là một cái này, loa khá là to này. Đó. Cái nút bấm thì khá là cứng. Chơi không thích lắm đâu. Không biết là hy vọng là chơi lâu thì nó sẽ mềm khi bấm ra. Chơi chơi cứng này thì em không thích lắm. Rất là cứng luôn. Phím analog thì rất là êm nhưng mà cái phím bấm D-pad hay là phím bấm chức năng thì rất là cứng luôn. Đó. Nói chung là hiển thị màn hình thì nó đầy. Hiển thị màn hình nó rất là đầy và đẹp. Phải nói là cái màn hình hiển thị rất là đẹp. Đó. So với mức giá là 300.000 thì không chê màn hình có được. Nhưng mà chơi game thì cảm giác nó hơi chậm. Hơi chậm một chút. Đó, và game thì theo hiện tại là game của tiếng Nhật hoặc là tiếng Trung thôi. Thế nên là chúng ta mua, chúng ta có thể copy file game quốc tế vào được. Thế này chỉ cần cắm thẻ nhớ vào máy tính để copy thôi. Chắc là không phức tạp đâu. Đó, chiếc máy này cũng khá là ok nhưng mà nút bấm hơi cứng thôi. Rồi bây giờ em sẽ thoát ra nào. Thoát ra để chơi game net. Và xem có chơi được hai người hay không. Đó, thì game net nó nằm ở ngay đây này. Đó, đây là net nha. FC đấy. Đó. Để xem có chơi được hai người hay không. Đó, thì cắm cái tay cầm ra xem nào. Đi cái máy này và đi với tay cầm này mà chơi được thì tuyệt vời hơn, đúng không? Tay cầm này nó bán lẻ có 30.000 thôi sao ấy, cái Shopee có bán. Ok, bây giờ chọn game con trà nhá. Đây, có toàn tiếng Trung rồi, con trà là tiếng Trung luôn. Đó. Ồ, không chọn được xuống 2 người à? À đây này, chơi game con da này có vẻ những game này nó nhẹ. Thế này ra rất là mượt. Còn chơi game Game Boy thì nó cảm thấy nó hơi dập dập. Đó. Mà không hiểu sao lại không chọn được hai tay cầm. Còn lại xem này. Còn lại xem có thể có game khác không. Không chọn được hai tay cầm. Bởi vì là cái bộ nhớ của sản phẩm này nó chỉ có 4GB thôi. Thế là nó có cũng không nhiều game cho lắm. Đó, các bác nào mà chơi mà muốn chơi nhịp nhiều thì có thể lắp thẻ nhớ cao hơn và có được nhiều game hơn. Em đang tìm cái xem có chơi được hai tay không thì không thấy có game nào. Game con trai thì là bản gốc của Trung Quốc, vòng của Trung Quốc nên thành ra là không chơi xuống được hai người. Game nào chơi được hai người đây nhỉ? Từ trên Mario xem nào, một chiếc bọn mạng chọn lại tiếp theo có được không? Không được cái này, không được hai người này. Thế nhiên không chơi được tay cầm. Không chơi được tay cầm nhá.
chỉ chơi được một người thôi. Đó, mình chơi game nét rất là đẹp. Đó, và mượt này, các bạn nhìn nhé. Game này chơi rất là vui này. Thực tế là bác nào đang cân nhắc mà muốn mua chiếc máy này ấy, còn bác yêu cầu em mua về xem thử ấy, thì là cái máy này cũng khá xứng đáng để mua ở trong mức giá là hơn 3 triệu. Có thể chơi được rất là nhiều các thể loại game, nhưng mà một điều là nút hơi cứng nha. Nút ấn rất là cứng luôn. Thực sự chơi rất là khó chịu, phải nói là khó chịu. Bởi khi em chơi rất là nhiều máy chơi game khác thì cái máy này, cái nút này là nút cao su thôi. Có lẽ là nếu mà chơi được một thời gian thì có thể nó sẽ mềm ra, hoặc có thể nó cứng như thế này mãi thì phải thay, chứ nếu mà chơi như này thì ấn nó khó tay, đau tay lắm, không sướng. Đó thì chơi được nhiều là game nhé, game boy thì game boy advance ấy thì nó không được, nó thực sự là nó không được mượt mà cho lắm, ở cái mức độ gọi là chấp nhận được thôi. Đó, game boy color thì chắc có lẽ là sẽ mượt hơn bởi vì nó nhẹ hơn. Thử vào thử một game boy color nào. Còn lại là game net thì chơi rất là ngon. Đó, game net là chơi rất là ngon nhá. Game các thể loại khác thì chưa chơi, nhưng em nghĩ là chơi Game Boy được như thế thì chắc game khác thì nó không đến nỗi tệ đâu. Nhưng Game Boy thường gọi là trắng đen ấy, hoặc là Game Boy Color như cái này ấy, thì nó nhẹ hơn Game Boy Advance mà. Đó, thế nên em nghĩ là chắc là nó chơi cũng được, cũng ổn. Đây, bây giờ nó lắp vào đấy. Thì là bác nào đang lăn tăn mua thì nên mua chiếc máy này trong tầm 3 triệu. À, đèn nó sáng sáng này. Đó, 7 màu luôn. Thế này thì hơi tốn pin một chút nhưng khá là đẹp nha. Đèn lên sao sáng được, đó là một điểm cộng tiếp, trông rất là nổi bật luôn. Đó, màn hình rất là đẹp, màn lớn, lớn hơn so với màn hình của máy net này và chơi được nhiều thể loại game. Giá thì có gấp đôi máy này thôi, nhưng mà xứng đáng bởi vì chơi được nhiều thể loại game khác nhau. Bác nào đang cân nhắc mua thì nên mua nhé. Đó, mua chơi nhiều cho nút nó mềm ra. Đó, còn em mua chiếc máy này em sẽ chơi thử, mà không thì em lại vất đấy, bởi chiếc máy này em khá là rẻ, thế nên em sẽ cố gắng làm sao các bác sub và kênh YouTube em nhiều vào lên được 100.000. 100.000 sub vai em sẽ làm một cái chương trình tặng toàn bộ những máy chơi game còn lại của em cho các bác. Còn thực sự là em không còn nhiều, bởi vì là rất nhiều bác hỗ trợ kênh của em, các bác có một kênh cũng tương đối sub vai nhiều và kết bạn với em và hỗ trợ kênh của em thì em đã tặng cho các bác hết rồi. Đó, còn lại lúc mà được 100.000 sub vai thì là nếu mà còn những chiếc máy nào thì em sẽ tặng cho các bác chiếc máy đấy. Em sẽ làm một cái phần rất là lớn nhá. Các bác xem thấy hay cho em một like, chia sẻ mọi người xem, nhớ sub vai kênh YouTube của em để sớm đạt được 100.000 sub để làm chương trình nhá. Chào tạm biệt các bạn.